Ngày 19 tháng 5, Lê Sút Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Lê Sút LM35 với hai phiên bản 4 chỗ và 7 chỗ cùng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản 4 chỗ, động cơ xăng, hộp số 8 át, dung tích 3,5 lít, dẫn động cầu trước có giá bán lẻ là 8,2 tỷ đồng. Phiên bản 7 chỗ, động cơ xăng, hộp số 8 AT, dẫn động cầu trước có giá 6,8 tỷ đồng. Phiên bản này sẽ chính thức có mặt tại hai đại lý Lê Sút trên toàn quốc, Lê Sút Thăng Long tại Hà Nội và Lê Sút Trung Tâm Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ tháng 8 năm 2021. LM350 sẽ sử dụng động cơ xăng 3.5 lít trục cam kép với khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp D4S và hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép mở rộng Dual VVTiV kép, cho phép đạt được mô men xoắn cao trong toàn giải tốc độ động cơ từ thấp đến cao. Hệ thống treo của LM kết hợp công nghệ giảm xóc van xoay cũng như chuyển hướng tối ưu mang lại cảm giác thoải mái vượt trội cho người lái và hành khách trên xe. Một van vận tốc cực thấp trong piston kiểm soát dòng chảy của dầu để ứng phó với những bất thường dù nhỏ nhất trên mặt đường. Van này sẽ tác động một lực giảm chấn thích hợp, đem tới khả năng đáp ứng tuyệt vời trên mọi loại địa hình. Ngoại thất của LM nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lê Sút và các điểm nhấn mạ chrome hai bên thân xe. Trụ giữa được trang trí bằng các chi tiết chrome hình đầu mũi tên kép đầy ấn tượng, thể hiện bản sắc thiết kế độc đáo và cao cấp của xe nhìn từ mặt bên. Lưới tản nhiệt được mạ chrome với các điểm nhấn mượt mà gợi nên hình ảnh năng động, mạnh mẽ. LM có hai tùy chọn màu ngoại thất là đen và trắng ngọc trai. Cụm đèn pha độc đáo tích hợp đèn hoạt. Kích thước lớn và đèn xi nhan tuần tự 3 lớp mang tới chùm tia chiếu sáng kết hợp với các chùm tia rọi gần và rọi xa. Ngoài ra, cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế mang đậm dấu ấn mới của Lê Sút tạo thành một dải ánh sáng liên tục kéo dài toàn bộ chiều rộng đuôi xe, nhấn mạnh sự đường bệ của chiếc xe. Lê Sút LM tạo ra khoang nội thất tối ưu. Các chi tiết được chế tác tinh xảo như bề mặt bọc da và các tấm ốp khâu tay thủ công tạo nên một không gian nội thất cao cấp. Chi tiết ốp trang trí mới được phát triển lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh thủy mặc tô điểm cho không gian nội thất, đem đến sức hấp dẫn không thể chối từ. Bên cạnh đó, LM là dòng xe đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu đàn hồi thấp, được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Vật liệu này tăng diện tích nâng đỡ cơ thể thêm trung bình 25% và có đặc tính ghi nhớ giúp nâng đỡ vừa vặn người ngồi, mang lại sự dễ chịu ngay cả trong những chuyến đi dài.